Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa và hôm nay thì tôi đang có mặt tại công trình từ đường nhà chú Ba và nhà chú Tư tại Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh để giới thiệu cho mọi người một công trình nhà thờ gia tiên do chúng tôi thiết kế và thi công cho gia đình nhà chú vào năm 2021 mọi người nhé. Thì đây mọi người có thể thấy đây, công trình từ đường ở phía bên trong. Thì mặt tiền của công trình từ đường thì mặt tiền là 8m01 và chiều sâu là 7m6. Tí vào bên trong chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết cho mọi người về cái kích thước cũng như là về những cái hoa văn mỹ thuật ở trong công trình từ đường này. Thì trước khi đó thì mời các bạn cùng chúng tôi gặp với bác chủ nhà cũng như là bác quản lý công trình này để chúng ta xin một vài lời cảm nhận cũng như là xin phép bác về chia sẻ công trình từ đường mà dành rất nhiều tâm huyết trong quá trình thiết kế và quá trình thi công này nhé. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa đến từ Kisato và đứng bên cạnh tôi đây là chú Tư, là chủ đầu tư cũng như là người quản lý giám sát công trình từ đường của gia đình như này. Thì cháu xin phép chào chú Tư ạ. Vâng, cảm ơn cháu. Cháu rất vinh dự và cảm ơn chú cái khoảng thời gian vừa qua đã tin tưởng sử dụng cái dịch vụ thiết kế và thi công trọn gói từ đường của bên công ty cháu. Cái thứ hai là hôm nay về với công trình thì cũng xin phép chú cho cháu là cái thứ nhất, công ty là cái thứ hai, cũng như là mọi người đang có nhu cầu về làm nhà thờ họ hoặc từ đường gia đình ấy. Thì xin cái lời cảm nhận của bác về cái quá trình trước khi mà mình chọn đơn vị thiết kế đến quá trình là chọn xong và thi công xong cái công trình từ đường nhà thờ họ ấy. Thì chú cảm thấy thế nào, thì chú cho mọi người một vài lời cảm nhận về công trình nhà mình nhé. Thay mặt cho gia đình và dòng họ cảm ơn công ty. Và trước khi gia đình quyết định làm cái nhà thờ này thì cũng chọn và nắm bắt được sự nhất trí của gia đình cũng như dòng họ là chọn đơn vị là Kisato để làm nhà thờ. Đến bây giờ thì tôi cảm nhận là cái đơn vị này là làm nhà thờ cho chúng tôi là cái tục thờ, nhất là tục thờ làm rất cẩn thận, chú đáo, rất đẹp, được mọi người trong dòng họ cũng như là bà con làng xóm đến tham quan và xem. Thì là một cái nhà thờ là quá đẳng cấp, quá tuyệt vời. Dạ, vâng. Nên là rất cảm ơn công ty là làm nhà thờ của chúng tôi đến bây giờ là rất hoàn thiện, rất đẹp và rất hài lòng. Dạ vâng, cháu rất cảm ơn chú. Vâng, vâng. Thực ra công trình từ đường ba gian theo phong cách như này thì bọn cháu đi đâu cũng cảm thấy rất là gần gũi. Vâng. Về gia đình nhà mình mà cũng cảm giác như là của nhà bọn cháu luôn đấy. Vâng, rất vâng, đẹp. Vâng. Thì hôm nay cháu cũng có món quà là chúc sức khỏe cho gia đình mình. Vâng. Cái thứ hai là chúc cái nơi này cũng là cái khu vực mà tập trung gia đình để nhà mình sẽ đoàn kết hơn ở đây. Đấy, gắn kết hơn mọi người vào với nhau. Và đây cũng là nơi thờ phụng tổ tiên. Và hy vọng là công trình này bác sẽ đón tiếp khách và giới thiệu công ty cháu giúp bọn cháu nữa. Vâng nhá. Dạ, đại diện gia đình dòng tộc cảm ơn công ty. Dạ vâng, cháu rất cảm ơn bác. Thì xin phép bác là cho bọn cháu chia sẻ công trình nhà mình một chút. Đấy, để mọi người thấy được cái mỹ thuật cũng như là cái chi tiết để mọi người tham khảo. Vâng, vâng, vâng. Dạ vâng. Rồi, được thôi. Dạ vâng. Rồi, cháu cảm ơn bác nhé. Dạ vâng, rồi ạ. Thì xin mời mọi người cùng vào tham quan cái công trình rất là tâm huyết qua 4 đến 5 tháng thi công xây dựng ở đây nhé. Thì vừa mới hoàn thiện cuối năm 2021 nên là vẫn chưa kịp sơn xong cái phần tường rào và phần cổng ở phía bên ngoài mọi người nhé. Mấy hôm nữa nắng chúng tôi sẽ hoàn thiện nốt. Thì công trình từ đường này thì có cái khuôn viên cũng tương đối là hợp lý. Với cái bề rộng
bề rộng là 10 mét mọi người nhé. Và ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy phần cổng này, chúng tôi cũng làm hai mái để nó phù hợp với công trình tư đường ở phía bên trong. Đấy, hai mái cũng lợp ngói mũi hài luôn. Và ở phía cổng thì sẽ đặt gần như là chính giữa, nhưng tất nhiên là nó phải tim cổng này, nó phải khác với tim của công trình từ đường ở bên trong mọi người nhé, để tránh về lỗi phong thủy. Từ đường chúng tôi cũng đánh lên cốt sân rất là cao, đấy, đánh cốt sân rất là cao đến trên 3 bậc mọi người ạ. Đây là phải, thì sau người ta có nâng đường thì từ đường của chúng ta bước vào cổng vẫn được 3 bậc mọi người nhé. Thế rồi công trình từ đường cốt còn lên cao nữa, thì cái này cũng là cái nhìn xa xôi thôi, để chúng ta từ đường của chúng ta không bị thấp quá, không bị lỗi. Cái thứ hai là mọi người nhìn thấy cái phần cột này, rồi phần chia này, chúng tôi cũng chia theo những cái kiểu rất là đẹp. Ở đây thì chúng tôi làm cái chữ thọ có rơi ngậm kim tiền đấy, nhưng theo hình dáng vuông, sau là sẽ sơn giả hết. Phía bên hông cánh gà này, đây bên cánh gà của cổng thì có một bức tranh bằng sen đấy, và cá chép đấy, cá chép họ sen. Bên này thì cũng thế, cá chép và sen ở bên trước. Đặc biệt là chúng ta có một cái cây này từ rất lâu rồi, cây này là cây cũ mọi người nhé, rất là đẹp và hợp với công trình từ đường như vậy. Để mời mọi người vào phía bên trong. Ở đây thì chú làm bộ cổng rất đơn giản thôi, thép hộp và sơn thôi. Thế nhưng mà nó rất là gần gũi mọi người ạ, không cần thiết về nhiều quá. Thì cho mọi người vào phía bên trong này, cánh gà ở mặt phía bên trong thì cũng làm những cái bức tranh. Hai bên cánh gà bên này là tùng cúc, hai bên kia là trúc mai. Đó, rất là đẹp. Và khuôn viên sân cũng tương đối là hợp lý. Khuôn viên sân thì chúng ta có đến mấy chục mét vuông sân này. Đấy, tha hồ đi lại, rồi cũng có thể làm vài mâm cỗ ở đây. Bên cạnh đó thì hai bên hông thì có thể là trang trí những cái cây rất là đẹp. Hai bên hông này, những cây rất là đẹp, những cái cây toàn cây thế thôi. Bức tường cũng thế, được chúng tôi thiết kế là với chữ thọ hình tròn. Và bên cạnh đó thì bốn góc tường thì có bốn chú rơi, đấy, đang hướng về cái chữ thọ như vậy. Đấy, hông bên này cũng vậy ạ. Đặc biệt thì mọi người có nhìn thấy công trình từ đường ở đây không? Phía đằng trước thì được trang trí bởi ba cái cây. Đây là một cây mai chiếu thủy mọi người nhé, rất đẹp. Hai bên là hai cây xanh. Đấy. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa, đây là công trình từ đường mà chúng tôi đã dành ra hơn 4 tháng để hoàn thiện xong công trình như vậy. Mặt tiền nha mọi người, chiều rộng từ tim đến từ mép ngoài của bức tường bên này đến mép ngoài của bức tường bên này là 8m01. Đó, 8m01. Trong đó cái gian giữa này là gian rộng nhất, chúng tôi thiết kế với cái chiều rộng là 2m61 từ tim cột đến tim cột. Và hai gian bên hông thì chúng tôi thiết kế với cái kích thước là 2m43 đều nhau. Thì công trình từ đường này khi mà đến với chúng tôi thì chúng tôi phải tư vấn về cái chiều rộng này, về hai cái chiều hai bên, làm sao mà vừa kê chuẩn đồ đạc nội thất để nó đẹp, cái thứ hai là cũng vừa phù hợp với cái khuôn viên khu đất như vậy. Đấy, thì đấy là tổng quan về cái chiều rộng. Thế còn chiều cao của công trình từ đường thì chúng tôi thiết kế với chiều cao là 6m6. Thì chúng tôi cùng đi phân tích cho mọi người về những cái chi tiết hoa văn mà gia đình chú sử dụng ở đây nhé. Đặc biệt công trình này rất khác so với các công trình khác mọi người ạ. Mỗi một công trình thì đều có mang một nét dấu ấn riêng, một cái hương vị riêng, nét quê hương của từng vùng miền. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy trên nóc ấy thì toàn bộ là hai bên diềm và phần trên đỉnh thượng lương thì được trang trí một cái cuốn thư. Đó, ở đây thì toàn bộ là sơn giả đá và có hình bông hoa ở dưới cái cuốn sen đấy, cuốn chiếu thư đấy, mà rất là đẹp. Đấy, rất là 3D nhá, cuốn chiếu thư này là hai mặt mọi người nhá, cả mặt trước cả mặt sau. Đấy, rồi có hai chú kìm. Đấy, công trình này là công trình của từ đường thôi, thờ gia tiên thôi, nên là hai bên hông là có hai chú kìm. Đấy, đang cưỡi mây, chân đang cưỡi mây đấy ạ, và hướng về cuốn thư, đang ở điểm cao nhất của công trình từ đường này. Đó, rất là đẹp. Và hai bên hông là mọi người có thể nhìn thấy những cái chiếc đấu sen này. Đó, những cái hoa văn, những cái chú rơi ngậm kim tiền, những cái rồng hoa lá ở hai bên hông này, rất là đẹp. Và giật cấp nha mọi người. Thì cái màu sơn, mọi người chú ý về cái màu sơn của cái phần trang trí xung quanh nóc này. Đó là cái màu sơn giả đá, rất đẹp. Và nó có những cái nét chấm bi, những cái nét màu xanh, rất là cứng rắn và sang mọi người nhé. Chúng tôi cảm thấy nó rất cứng rắn ở phía bên trên. Thế rồi đến cái phần mái lợp. Mái lợp này thì toàn bộ dùng ngói Viglacera Hạ Long loại 1. Đó, ngói mũi hài đấy. Thì về cái phần mái này thì chúng tôi là lớp trên cùng là lớp ngói mũi hài này. Dưới nó một chút, đó là cái lớp
vữa bata để làm kết dính giữa phần ngói mũi hai này với phần rui mè. Đấy, xong là dưới cái phần rui mè xong là đến cái phần ngói lót phía bên trong nha mọi người. Tí vào bên trong mọi người sẽ nhìn thấy chi tiết hơn. Thế ở dưới cái phần mái ngói chữ hài này thì đây mọi người có thể nhìn thấy là chúng ta có những cái lá lật đây này. Công trình nhà chú Ba và chú Tư có cái lá lật này rất là đẹp. Đấy, lá lật này rất là đẹp nhá. Mọi người có thể tham khảo cái lá lật này. Đấy, nó kết nối giữa cái phần ngói mũi hài với cái phần lá lật này. Đấy, nhìn rất là sang trọng. Và ở đây mọi người có thể nhìn thấy cái trang trí cái tàu này. Đấy, nhá, ở đây nó có những cái hình hoa văn rất là đẹp nha mọi người. Đấy, thì mỗi bên, mỗi một gian đều có hai cái hình hoa văn như này. Toàn bộ là chất liệu ở dưới này, toàn bộ là bê tông giả gỗ mọi người nhé. Nhìn từ xa thì tưởng gỗ, vào gần thì cũng vẫn tưởng gỗ. Thế sờ vào chúng ta mới biết là nó là xi măng giả gỗ. Đó, rất là đẹp. Thì rất nhiều nhà không có những cái này đâu. Cái này thực ra phải tinh ý và phải đẹp thì chúng tôi mới làm thêm như này ạ. Đấy, thế rồi đây là cái chữ này, đây là cái kẻ hiên này. Đấy, trang trí chữ rất đẹp ở đây. Hai bên là trang trí hoa văn. Bên cạnh đó thì gia chủ cũng trang trí cái những hai cái bức đèn ở hai cái cột hiên để trang trí vào buổi tối, nhìn rất đẹp nhá. Rồi. Và mọi người có thể nhìn thấy là chúng ta nhìn thấy là cột đèn. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy cột đèn nhá. Đây là một chiếc cột đèn này. Thì đôi cột đèn này thì toàn bộ đôi cột đèn này thì gia đình đầu tư làm bằng đá. Đấy, toàn bộ bằng đá xanh. Đá xanh Thanh Hóa. Đấy, và đúc 3D rất là đẹp, toàn bộ được chạm khắc 3D rất là nổi nhá. Và 3D này phải đúc chắp nổi đến 2 phần rưỡi luôn mọi người ạ. Một mặt này, hai mặt, ba mặt, trang trí ba mặt luôn. Và ở phía đằng trước đây thì có những cái câu đối, những cái chữ mà chúng ta phải ra chùa xin thì mỗi nhà một kiểu, làm sao mà nó hợp với cái ý kiến của gia đình thôi, của dòng họ. Đấy, thể hiện cái ý nghĩa để mọi người vào tụ tập đoàn kết hơn. Thế ở dưới chân này thì cũng rất là đẹp. Dưới chân này thì cũng là những cái hình vắn dáng hoa văn cũng tương đối là nổi và cũng 3D hết mọi người nhé. Bốn góc rất là đẹp. Đấy, chân trụ này rộng 77 phân. Đấy, rất là đẹp. Và ở trên đỉnh của cái cột đèn này mọi người, trên đỉnh đấy có những cái hình dáng hoa văn rất là cứng rắn và đẹp luôn. Đấy, một đôi cột đèn này rất là nặng, dưới chân đế phải thiết kế rất là chuẩn thì mới thi công được cái đôi này. Thì nhiều người có điều kiện thì dùng bằng đá, còn không có điều kiện thì chúng ta có thể chuyển sang xi măng giả đá. Đấy, xi măng sơn giả đá giống như cái phần đỉnh này cũng rất là đẹp thôi. Thế rồi ở đây muốn chia sẻ tiếp cho mọi người về cái bậc ngũ cấp này, bước lên này. Từ sân chúng ta sẽ bước lên 5 bậc này. Ở đây thì bậc ngũ cấp thì chúng tôi đấy 5 bậc cho mọi người nhìn chiều cao. Chiều cao là 16,5 phân. Còn mặt bậc là 30 phân luôn. Có soi xào chỉ này và được lát song song này. Đây nó sẽ so le với nhau. Thì mời mọi người cùng xem cái phần chi tiết này nó dày như thế nào để mọi người mới hình dung được cái đá này nó dày như nào và nó sang xịn mịn như thế nào nhá. Đây mời mọi người cùng ra xem với tôi. Đây các bạn có thể thấy đây là cấu tạo chi tiết của một cái bậc ngũ cấp này. Đây chiều cao của nó bằng cái độ dày các bạn vừa nhìn đấy, 17 phân. Này đây mọi người có nhìn sang bên hông này, rất là đặc nhá. Sang bên hông này đặc luôn 17 phân đấy. Đấy thì mọi người chứ không phải là nó có mỗi tí ngoài này đâu. Đấy, đây là phần ngũ cấp để bước lên đấy, rất là dày. Đây này cái chân cột đấy mọi người cũng chi tiết rồi đấy. Chân cột này, chân của cái cột này thì cũng làm hai phần nhá. Chúng tôi sẽ đổ bê tông của cái cột này trước, sau đó là ốp hai cái chân tảng vào với nhau. Đấy, đây là chân đế cột rất là dày, 10 phân mọi người, cao 10 phân và rất là dày nhá. Đấy thì đấy là cái phần bậc ngũ cấp. Thế rồi đây cho mọi người nhìn ở bên hông. Phần kết nối giữa cái cột đèn với cái phần công trình từ đường thì hai bên là có trang trí hai bức tranh. Hai bức tranh này thì là một bên là bức tranh phong cảnh, bức tranh tĩnh, một bên là bức tranh động. Đó, có ý nghĩa cả mọi người nhé. Và được đắp nổi bằng xi măng, sơn giả đồng. Đấy, sơn giả đồng, rất là sang. Thì nó mới có phần kết nối được giữa cột đèn với phần bên trong nhà. Đó, đấy là cái cơ bản bên ngoài. Đây còn có một điều bí mật nữa cho mọi người xem ở phần bên hông. Thì với cái kích thước là 10m đấy thì ở bên hông này chủ nhà có trên 1,5m là lối hành lang để đi về phía đằng sau. Mọi người nhìn toàn bộ cái phần cốt 00 này, nghĩa là từ sân, mặt sân lên đến mặt cốt 00 thì toàn bộ được ốp những cái viên đá xẻ có mài cạnh rất là đẹp và rất là cứng rắn nhá. Ở đây không dùng đá dối mà dùng đá xẻ rất là đẹp, 2 phân.
nhìn nó giống như viên đá 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 thẻ đấy, nó giống giống như cái nền gạch đỏ Vigracera này, rất đẹp. Đó, Hạ Long ấy. Đấy, rồi bên hông thì bên hông của nhà từ đường thì có một cái cửa này lấy sáng vào phía bên trong. Và một điều nữa, ở phía đằng sau chắc là rất ít người để ý, ở phía đằng sau thì chúng tôi cũng trang trí khá đẹp. Đấy, ở đằng sau với công trình từ đường của Gia Tiên thì có những cái lá lật kiểu khác nha mọi người. Lá lật kiểu khác ở phía đằng sau. Và ngói có đua ra một chút. Đấy là ở mặt phía đằng sau. Đấy là toàn bộ không gian ở phía bên ngoài. Mời mọi người cùng vào xem cái chi tiết hoa văn ở phía bên trong như nào. Bởi vì những cái chi tiết hoa văn như này đều được thể hiện bởi những cái đội ngũ thợ tay nghề cao chất lượng từ Nam Định mọi người nhé. Chúng tôi có truyền thống làm những cái hoa văn từ đường như vậy rồi. Đấy, thì đẹp hay không thì làm ở trong này chúng ta mới nhìn thấy, chứ không phải là mỗi cái bên ngoài. Đây, bên trong này, đầu tiên là mọi người chia sẻ cho mọi người về cái cột. Cột này là cột quân thôi. Với cái đường kính là 28 phân. Thế còn đây là cột cái này. Chúng ta có 4 hàng cột, tổng là 16 cột. Thì có 8 cột quân và 8 cột cái. Thế đây là cái cột cái này với cái đường kính là 30 phân. Đấy, một nửa bên này, một nửa bên trong. Rất là đẹp. Chân tảng thì vẫn bằng đá hết nhé. Nãy giới thiệu cho mọi người rồi. Đấy, và ở đây mọi người có thể nhìn thấy một cái mặt đứng này. Một cái mặt cắt. Đấy, một cái mặt cắt. Thì ở đây là cái kẻ hiên này. Mọi người nhìn thấy không? Ở đây thì chúng ta có một cái hoa văn, rồng hoa lá ở đây rất là đẹp. Ốp xung quanh vào cái này. Đấy. Rồi trên này nữa cũng là chi tiết hoa văn. Ốp vào trong mọi người nhé. Rất là đẹp. Đấy. Ở đây là một cái... Đây, chia sẻ cho mọi người, khi mà chúng ta đứng từ bên trong chúng ta nhìn ra thì chúng ta sẽ nhìn được một cái ngói lót này. Đấy, ngói lót chữ thọ ở phía bên trong. Đấy, khi nhìn lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy lên cái ngói lót này rất là đẹp. Thế rồi đỡ cái ngói lót này thì chúng ta có các cái dui. Đây, các cái dui. Đấy, đây là đòn tay này. Thì cái dui này nằm trên cái đòn tay. Thì cái dui này với kích thước thì chúng tôi đã thiết kế rồi và nó có bo viền hai bên rất là đẹp. Với kích thước vuông bằng với cái ngói Hạ Long, ngói lót này. Đấy, rất là đẹp nhá. Và những cái này thì chúng tôi không sản xuất nó chiều dài từ đây lên tận đỉnh đâu, mà chúng tôi chỉ có hai nhịp này, là một cái là hai nhịp một cái thì nó sẽ thẳng và đều nhau hơn. Đấy. Đấy, là bên này cũng thế này, tương tự mọi người này. Đây, mọi người có thể nhìn thấy cái kẻ này cũng rất là cong nhá. Đấy, kẻ hiên này rất là cong và đẹp. Và đây mọi người có thể nhìn thấy cái khu này không? Cái khu này là những cái con trồng này. Đấy, con trồng những cái đấu sen này. Rất đẹp, nổi nha mọi người, đấu sen nổi nhá. Nhìn rất là đẹp. Thì chúng ta nên làm những cái hoa văn như này thì nó sẽ giống cái nhà thờ hơn nhiều, chứ không làm phẳng phiu nhìn nó sẽ không đẹp lắm. Đấy là cái mặt cắt hai bên. Hai bên cũng có cửa nhá. Cửa lấy sáng, lấy gió vào cái khu vực hiên này, đi lại rất thoải mái. Thì chia sẻ cho mọi người cái chiều sâu của cái hiên này. Đây, chiều sâu của cái hiên này từ tim cái cột này này đến tim cái cột này là bao nhiêu. Tại vì nhiều người không hình dung được về cái kích thước này thì chúng tôi không ngại chia sẻ luôn. Ai làm được thì mọi người cứ thế làm thôi nhá. Thì cái chiều sâu này ở đây thì với công trình này chúng tôi thiết kế với chiều sâu là 1m27. Thì với mỗi một công trình thì nó sẽ có cái chiều này nó rộng ra thì tùy thuộc vào cái diện tích đất cũng như là mức độ quy mô của công trình từ đường nhé các bạn. Rồi, ok. Thế đây là đến cái mặt đứng này. Thì giới thiệu cho mọi người, khi mà chúng ta bước vào công trình từ đường thì đều có cái cấu tạo như này. Đây là cái ngưỡng cửa này. Ngưỡng cửa thì ở đây dùng bằng đá rồi, trang trí hoa văn rất đẹp. Còn đây là cái bậu cửa này, bậu cửa làm bằng gỗ. Đấy, rất là dày dặn và trang trí 3D rất đẹp nhá. Thế sau đó là chúng ta mới đến phần cửa. Ở đây thì mọi người nhìn thấy đây là cửa bức bàn. Cửa bức bàn. Đấy, chúng ta sẽ mở quay như này. Đấy, nó sẽ có một cái chân quay ở đây. Cửa bức bàn này thì nó rất là bền và chúng tôi chạm khắc nhá. Rồi chạm khắc bốn mặt thôi. Đấy. Tùng cúc trúc mai. Tùng cúc trúc mai rất là đẹp. Và chia sẻ cho mọi người về độ dày của cái cửa này. Cửa này thì độ dày ở đây là 6 phân mọi người nhé. Đây, độ dày của cái thằng này là 6 phân. 6 phân. Đấy. Đục bên trong này thì nó sẽ nào là 5 phân. Đấy, còn cái khuôn bao ngoài sẽ dày hơn. Rồi ở phía bên trên. Trên đây mọi người có nhìn thấy một cái xà ngang này. Đấy, một cái xà ngang để phần kết nối phần đáy, phần đỉnh của cái cửa. Sau đó chúng ta sẽ lên cái phần ô thoáng phía bên trên này. Thì ô thoáng bằng những cái con tiện này. Đấy, song song với những cái bức tranh con tiện này, so le với những cái bức tranh rất đẹp.
Còn ở đây thì sẽ lắp kính ra đây để chống côn trùng, chống chim bay vào phía bên trong nhà. Đấy, phía bên trên vẫn là con trầu, vẫn là cái rầm nha mọi người. Đấy, vẫn là cái rầm rất là đẹp. Thì đấy là cái mặt đứng ở phía bên ngoài nhìn vào. Đấy, rất là sang và đẹp phải không mọi người? Đấy. Đây mọi người nhìn thấy ở đây chúng ta cũng có những cái để kết nối rầm với nhau này, kết nối những cái đòn tay ở với nhau này. Đấy, sơn giả gỗ rất là sang. Đấy là phần bên ngoài. Thì mời mọi người vào phía bên trong để xem phía bên trong trang trí những gì và bố trí nội thất như thế nào nhé. Vâng, tác dụng của cái ngưỡng cửa và cái bậu cửa này, khi chúng ta bước vào thì chúng ta sẽ cúi xuống lễ với mọi người ở những các cụ của chúng ta ở trong cái công trình từ đường này. Đấy, thì chia sẻ cho mọi người là toàn bộ cái phần gạch lát nền phía bên trong cũng dùng gạch đỏ luôn mọi người nhé. Đấy, gạch đỏ luôn. Kích thước thì kích thước là 40x40 và ở đây thì chúng ta có để mạch là 2 phân. Đó, mạch là 2 phân. Rất đẹp và nó sẽ tách bạch được ra rất là nhiều. Thì mọi người có nhìn thấy một lần xung quanh toàn bộ bên trong công trình từ đường Gia Tiên này. Thì chia sẻ mọi người về cái chiều sâu từ tim với cột quân ở cột cái ở phía bên ngoài đấy đến tim với cột này là 3m1. Và cái không gian thờ ở phía bên trong này, từ tim cột này đến không gian thờ phía bên trong là 1m34. Đó là tổng diện tích về chiều sâu của công trình này. Thì chia sẻ mọi người ở gian giữa này thì chính là gian thờ phụng, nên là nó sẽ to hơn hai gian bên cạnh. Thế còn không gian ở giữa này là 3m1 thì sử dụng đã thoải mái rồi. Mọi người có thể hình dung là 3m1 thì ở gian giữa đặt được một cái bàn cơm này. Đấy, rồi một cái lư hương bằng đồng này, rồi hai bên là hai chú hạc bằng đồng, rồi những cái bình hũ này đặt ở phía trước này rất là rộng rãi. Và chúng ta cũng còn đây đặt đồ chi tiết cho mọi người, chúng ta vẫn còn khoảng tầm 1m2 để chúng ta đi lại xung quanh này. Đấy, rất là rộng rãi nhé, 1m2 chúng ta tha hồ đứng rồi. Đấy, toàn bộ đồng này được sản xuất và vận chuyển về đây ở Ý Yên Nam Định về đây nhé mọi người. Đấy, đồng rất là đẹp. Thế rồi hai bên xung quanh mọi người nhìn 3m1 thì ở gian bên này thì kê được một cái bộ trường kỷ. Đấy, một bộ trường kỷ rất là rộng, 2m43 là chúng ta kê vừa một bộ trường kỷ rồi. Phía bên hông thì có cửa sổ chữ thọ để lấy sáng vào phía bên trong rồi. Đấy, rất là đẹp. Thế rồi còn bên này, bên này thì 2m43 thì cũng kê được một bộ sập. Đấy, một bộ sập ở đây, một bộ sập rất là rộng. Đấy, chúng ta vẫn có không gian đi lại rất là thoải mái. Thế còn về cái chiều rộng của 8m01 như vậy thì bên hông thì chúng ta sẽ giấu cột nha mọi người. Đấy, sẽ giấu cột. Cột bên trong này thì một nửa cột nằm bên trong tường giấu, một nửa nối ra phía bên ngoài. Đó, thế ở hai gian bên xung quanh thì đây là công trình từ đường của Gia Tiên thôi. Thì ở đây sẽ đặt được một cái chuông này, rồi một cái bàn để đồ lễ này. Đấy, một bàn để đồ lễ. Ở trên thì trang trí quạt hút mùi để hút hương đi. Quan trọng là chúng ta sẽ có không gian đi lại xung quanh và đi hai bên hông này. Mọi người nhìn thấy chúng ta có lối bên hông này để vào đây chúng ta lau dọn nhé. Để ở đây thì chúng ta lau dọn này. Đấy, lau chùi cho nó sạch. Cái thứ hai là cắm hương hiếc nó dễ mọi người ạ. Đấy, rất là tiện. Rồi cắm đèn các thứ rất tiện nhé. Đây thì quan trọng là cái gian chính để chia sẻ cho mọi người là làm đồ nội thất rất đẹp. Ở đây 1m43 nên là chúng tôi thi công lắp đặt cho gia chủ là một bộ bàn thờ. Đấy, ở đây là bàn thờ nhé mọi người, rơi ngậm kim tiền. Toàn bộ là có 9 chú chim ở đây. Đấy, và dát vàng Đài Loan, dát vàng Đài Loan. Thế rồi hai bên thì chúng ta có hai cái câu đối lòng mo, câu đối lòng mo rất là dày. Mọi người có nhìn thấy câu đối lòng mo này dày đến 7 phân này. Đấy, dày 7 phân. Mọi người hình dung là một cây gỗ như thế này. Đấy, cây gỗ như này mà sẽ đục hết đi. Đấy, bỏ hết phần ở giữa đi. Mọi người câu đối lòng mo rất là tốn kém nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Hai bên trong vậy, bên trong là hai cái cây cột quân ở phía bên trong cũng dùng hai câu đối lòng mo nhưng mà nhỏ hơn. Đấy, rất là đẹp. Thế rồi phía bên trên để kết nối hai cái cột này vào với nhau thì có một bộ cửa võng. Đấy, có chín chú chim công rất là đẹp. Rồi có những cái lá trúc. Tôi không tiện chỉ nhưng mà ở trên này rất đẹp. Còn trên cùng là có một cái bức đại tự. Đấy, ghi chữ dòng họ của gia đình. Đấy, thờ Gia Tiên. Rồi ở trên đấy nó cũng vuông ra phía bên ngoài rất đẹp. Thế rồi bên trong đây có một cái cuốn thư mọi người nhé. Đấy, một cái cuốn thư ở phía bên trong rất đẹp. Thì đây là những cái đồ cơ bản cho một công trình
nhà thờ đó, từ bàn thờ đến câu đối lòng mo đến cửa võng đến cuốn thư. Ở đây có không có khám thờ đâu nhá mọi người, không dùng khám thờ, bởi vì chúng ta ở đây là thờ gia tiên gia đình thôi chứ không phải thờ họ. Sáu đời chúng ta mới được tách ra một nhà thờ riêng mọi người ạ. Đấy, nên là ở đây không có khám thờ. Đấy, thì đấy là phía bên hông bên này. Mọi người nhìn thấy chú hạc cưỡi trên chú rồng, à trên chú rùa, rất là đẹp. Thế là bên hông này cũng tương tự này. Bên hông này thì cũng để một cái chiêng, một cái chiêng rất là đẹp, một cái chiêng, rồi một cái mâm đồng, rồi hai bức tranh cá chép trong trăng. Cá chép trong trăng rất là đẹp. Thì đấy là cái phần nội thất ở phía bên dưới. Thì mời mọi người nhìn lên trên cao xem là trên cao của chúng tôi làm những cái gì. Đấy, thì nó ra giá một công trình một công trình nhớ đến tổ tiên đó, công trình nhà thờ, công trình từ đường gia tiên. Thì ở hai bên gian hai bên là có hai chiếc quạt trần nhá, được treo vào những cái rầm như vậy ạ. Thế rồi ở đây mọi người nhìn này, đặc biệt là chúng ta có cái nét này rất là đẹp này. Đây này, mọi người nhìn thấy cái uốn cong này để giao giữa hai cái rầm và cái cột này không? Rất là đẹp. Đấy, chi tiết này. Đấy, rồi những chi tiết hoa văn lá này. Đấy, kết nối và nổi hẳn so với cái rầm này. Rầm này thì cũng không phải là rầm phẳng bình thường nhá, mà ở đây nó uốn cong này. Đó, rất là đẹp. Và đây mọi người nhìn thấy cái đấu sen này. Đấu sen này kết nối giữa hai cái rầm này vào với nhau. Rất là đẹp nhá. Thế tương tự mọi người nhìn lên trên. Đây chúng ta có những cái chi tiết hoa văn ở phía bên trên này này. Đấy, rất là đẹp nhá, hoa văn. Kể cả ở đáy nhá, ở đáy này cũng có những cái hoa văn giống như phần phía bên ngoài đấy. Rất là đẹp. Thì những cái hoa văn này làm rất là tốn công. Thế đây là ở phần hiên thôi, ở trong kia, phần góc trong kia tối cũng rất đẹp này. Không biết ống kính máy quay có thể nhìn đến không, nhưng mà trong góc này rất là đẹp này. Đấy, ở trong góc mặt bên trong này cũng thể hiện những cái con trồng lên rồi những cái chi tiết hoa văn rất là sang trọng và đẹp. Thế còn ở trên thì ở giữa, chính giữa thì là thượng lương, thì ở đây ghi thông tin về công trình thôi. Đấy, thì những cái chữ trên thượng lương thì cũng rất quan trọng, mà chúng ta cũng cần phải đi xin để chúng ta thể hiện lên trên đấy. Thì để hoàn thiện được một công trình từ đường như vậy thì cần rất nhiều thời gian về thiết kế, thời gian về trao đổi với chủ nhà và chỉnh sửa bản vẽ, rồi thời gian về cái quá trình thi công. Đó, làm những cái chi tiết hoa văn này rất là cầu kỳ tỉ mỉ, và đặc biệt là các bạn phải làm sao mà cho nó đều nhau. Đấy, không được cái 10 cái 7 được. Đấy, phải đều nhau 8 đều hoặc 9 đều đấy. Rồi rất là tỉ mỉ, và làm là phải làm bằng tâm huyết của chính cái đội ngũ thiết kế và chính cái đội ngũ thợ thi công cũng như là chủ nhà. Chứ không thì thiết kế một kiểu, thi công một kiểu là không làm được đâu các bạn ạ. Nói thì nói thế thôi, nhưng mà khi mà ra những cái chi tiết hoa văn này mà không kỹ là rất là khó. Đấy, thì vừa rồi chúng tôi vừa chia sẻ cho mọi người một công trình từ đường với cái kích thước mặt tiền là 8m01, chiều sâu là 7m67, ba gian là thờ từ đường gia tiên. Thì mọi người có thể theo dõi cái chi tiết để hiểu hơn về công trình gia tiên này của nhà chú Ba chú Tư ở Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video chia sẻ này của chúng tôi. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người, và hy vọng mọi người sẽ sớm tìm ra những cái ý tưởng hoặc là sớm thực hiện được những cái công trình từ đường nhà thờ họ cho chính cái nơi mà các bạn đang ở hoặc là dòng họ các bạn nhé. Thì hy vọng được phục vụ cho mọi người trong một ngày gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video chia sẻ lần sau của chúng tôi trên khắp 63 tỉnh thành. Lưu ý là khắp 63 tỉnh thành đâu bọn tôi cũng làm. Và chúng tôi thì có các cái trụ sở chính ở Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa nhé. Đấy, rất nhiều nơi có thể phục vụ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.